thắp mỗi bàn hai nén nhé, xong là lại cắp cắm cho xung quanh Hai nén rồi. hai nén. Hai nén là thể hiện của âm, thắp cho những vong hồn, những người âm, các cụ mình thắp hai nén. Đó. Đáp ơi. Cái chủ đề nó mới ngày nó lên đây rồi. Chị nó có cả hạt. Anh ơi, cái này nha, cái ngôi mộ nhà mình mà khi lập hướng là thứ nhất là cái long mạch cái này thì động rồi, long mạch cái này cắt nát hết nên không nên long mạch. Thì cái về cái hướng nhà mình là đang phạm thất bại đây này, tức là hướng đông, đây nhà mình là hướng đông nam, đông nam Phúc Đức Tài Tị. Thì cái này đây nha, em thấy chỉ lệch, nhưng mà cái này khó nhỉ, người ta không sát hết rồi. Sát hết rồi. Cái này thì ảnh hưởng đến nhân đinh, tuyệt bại là ảnh hưởng đến nhân đinh. Đấy, nhân đinh trong nhà con cái, ví dụ như là về nhân đinh là tức là đến liên quan đến các cháu trai. Đấy, ở trong dòng tộc là không tốt, tuyệt bại này là liên quan đến kinh tế này, ảnh hưởng cả chính trị, lề lối giao thông cũng bị ảnh hưởng này. Nhưng mà được chính khí là canh tí này, giáp tí này, tức là khi mà con cái đấy mà làm việc gì đầu tiên cứ phải có vấn đề là trục trặc một tí ban đầu, cãi cọ gì đó, tranh giành tí ban đầu, xong đó mới bắt đầu mới thuận mới xuôi. Thì đây nó được cái là nó có cái chính khí, nó có sao giá chiếu nha. Đây nếu mà nó sang của muội này, nếu mà chỗ này này tọa độ chỗ này nó liên còn 115 độ thì phát nữ nha. Cái này là phát về nữ, nhưng mà đặc biệt con gái ở trong dòng họ nhà em thì lại bình an. Vâng. Tức là tất cả nữ. Vâng. Đa số đại hướng của nam. Vâng. Nhân đinh là hướng nam. Vâng. Nha. Cái ngôi mộ ở đây thì thực ra nói rất khó tránh vì cái khu tập thể rất đi rất đông. Vâng. Khi mình lấy cái hướng thì nó lại bé mộ đi, xong nó xéo xó. Vâng. Đấy, cho nên là thầy tham gia với em là nếu mà mình có thể là di rời, ví dụ như có một cái nơi rất là đẹp hơn. Vâng. Vì mồ mả đấy. Vâng. Thì sẽ nếu mình làm được ngôi mộ kết phát thì sẽ phát cho nhiều đời. Vâng. Để con cháu sẽ được bình an. Vâng. Cái mộ này thì chắc là một mình em không quyết định được, liên quan đến không, em quyết định được hết, chủ yếu vợ chồng em đấy. Thì em có thể di dời đến một chỗ nào tốt hơn, mình làm tốt hơn. Cái chỗ này là long mạch không ổn định, cho nên nay mai em xem nhé, khi mà bốc các cụ lên là xương rất đen. Vâng. Đây xương đen hết nha, đây này. Đen cho nên cái này ảnh hưởng trường khí rất nhiều này, lục lục sát đây. Chăn nuôi cứ làm cái là
cứ làm cái gì là đầu tiên cái gì cũng có cãi nhau, đúng không? Cái cô học nó cứ trục trặc bước ban đầu. Còn nhưng con ấy hào hai ấy, ảnh hưởng của hào hai đấy, cho nên là nó trục trặc ban đầu. Cái này nhá, tốt nhất là đến em mà có điều kiện ngoài là có thể di rời quy hợp tập các cụ ra một như sáng sáng em trao đổi với thầy ấy, tức là em đợi là bao giờ bà bốc mộ thì em làm ra cả thẻ, cũng như tạm thời và trong vài năm tới này thì là vẫn cứ phải cứ, cứ để đi thôi, đừng động chạm nữa. Cái mồ mả nó không như là nhà cửa chúng ta cũng tùy tiện động đâu, động là nắm lúc ảnh hưởng nhiều thứ lắm, mà riêng đã động cái nhà thì động chỉ ảnh hưởng đến một người chủ thôi, nhưng mồ mả ảnh hưởng rất nhiều con cháu thế, cho nên khi làm mồ mả là phải rất là cẩn trọng nhá, và phải cẩn thận từ cái chọn ngày giờ này, rồi thì mùa này, tiết khí này, phương vị này, long mạch này, là phải thực sự là phải cẩn trọng, chứ không nó sẽ ảnh hưởng đến cả một tòa luôn nhá. Đi sang mộ cái này có cách gì để tạm hóa giải được? Về thứ nhất đây này, em thấy chính cung đường của em thì nó có cái này thì mình rất khó xử lý của người ta. Của người ta rồi. Đấy, cái này bây giờ để làm thì em sẽ làm cho thầy một miếng đá nó cao hơn cái này nhé, hoặc là em sẽ làm em cao hơn này tí thôi. Em đặt cho thầy nó chỉ vừa bằng cái này, tức là ngang đấy nó khoảng 80 khoảng 66 phân, chiều ngang này 66 phân, nhưng mà cao nó phải cao nên em có thể đặt ở chỗ này, hoặc em đặt cái bệ này, em đặt chỗ này được, em đặt xuống dưới đây được, dưới này chắc này, em đặt cao này tôi che bớt cái đi. Bớt cái này thì một năm em nên tạ vào hai lần, một là vào tiết thanh minh nhá, hai là tiết đông chí, em nên tạ hai lần thôi. Đấy, cứ vào tiết em phải vào thanh minh và tiết đông chí. Đông chí thì nó sang khoảng tháng 9, sang tháng 9 ấy thì em nên tạ ấy. Nhưng cái chỗ này em phải làm cái nó đang khoảng ánh sát vào cái ngôi mộ, cái ngôi nhà này nhá, cái này cái bia mộ này rất quan trọng này. Là cái bia mộ như các em như thầy vẫn giảng cho em ấy, là mộ đặt ấy thì nó có hai phần, một là hướng sinh thái và hướng thiên bàn. Hướng sinh thái là đặt cái mộ như các em xem thầy đang làm mộ kết ở trên đấy, là cái hướng sinh thái, tức là mình có thể mình cái mộ nó bị phạm. Đây ví dụ nha, đây là cái hướng thiên bàn là hướng nhà, nhưng mà cái hướng mộ mình này mình đặt sang vựa tài, đây ta có thể đặt cái tiểu như này, tức là theo hướng long mạch, thì đây gọi là hướng sinh thái. Còn hướng thiên bàn là cái mộ, cái kể cả cái mộ trên mình có thể sai, ví dụ như theo cái khuôn viên này là sai, nhưng mà cái tiểu dưới mình phải đặt chính hướng, chính phía này. Đấy, là mộ xuất phát. Với hai nữa là cái này đang thiếu khí dương. Đấy, cắt to rồi. Cái khí dương này đi thì chúng ta sẽ làm chẳng hạn chiều này này, ta làm khoảng 43 phân này, chiều kia là 66. Thôi bây giờ như này em chỉ cần cắt này thẳng sang lên phát lật thẳng cái tấm này lên. Không, em không, nó phải có cái thông số dương trạch. Ví dụ như cái khuôn viên đây gọi là thiên môn, thiên môn hay gọi là cái cửa trời, cửa lên thiên. Thì em làm 43. Đấy, ngang chiều 43. Ngang 43. Đấy, em cắt phần này chiều này 66. Nhưng con chậu ở dưới này, cái này lật lên là nó là rất là gì? Đất. Đấy, em lấy cái máy cắt nhất lên, nó phải có thiên địa. Cái này đây là chỉ để cắm hương chứ còn không có thiên địa. Năm khi các thầy làm nhé, mộ không có long mạch, nhưng mà các thầy vẫn có thể làm cho kết, thì các thầy lấy dương khí đấy bổ trợ cho âm long, cho âm khí, thì ngôi mộ vẫn phát bình thường. Như cái này của em là thứ nhất là phạm một cái hướng, thứ hai là cũng không đủ dương khí để cho ngôi mộ được. Cho nên cái ngôi mộ này mai em bốc lên xem là xương thậm chí mốn, xương rất đen và mốn, nó ảnh hưởng của cái trường khí ở đây. Còn cái thô kim mộ bây giờ mình để chỉnh thì nó khó, nó rất khó. Em có thể cắt được cái này ra bên làm cái bình phong này, tránh cái hoài sát này thôi. Đấy, còn lại là để mà sau mình có quy tập mình sẽ làm lại thôi. Chứ bây giờ sửa sang